Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của NVR. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 khi quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia, và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam. Và ngày hôm nay, ngày thứ tư, ngày giữa tuần, ngày 28 tháng 2, 2018, và thời tiết tại thủ đô Washington, sáng ngày hôm nay thì bầu trời đang có mây, những cái ánh nắng rất là nhẹ, thưa quý vị, của buổi sớm mai xen lẫn. Nhiệt độ 45 độ là nhiệt độ hiện tại, với gió nam thổi cho tới 8 dặm 1 giờ. Và những cái ánh nắng nhẹ của buổi sớm mai này dần vào buổi trưa sẽ nắng trong sáng hơn. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ tư, một cái nhiệt độ rất là tuyệt vời, thú vị, 62 độ là cao nhất trong ngày hôm nay, vào buổi tối xuống thấp 48 độ. Và ngày mai bước qua ngày thứ năm, Lê Ngọc đang thấy là dự đoán thời tiết cho ngày thứ năm, bầu trời trở lại âm u, nhiều mây và lại có mưa. Với cái cơn mưa này thì nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ năm xuống thấp hơn ngày hôm nay, chỉ còn có 53 độ, buổi tối 43 độ. Riêng ngày thứ sáu, ngày thứ bảy thì bầu trời vẫn mây âm u và lại còn có gió, và cơn gió này sẽ thổi rất là mạnh. Và nhiệt độ cao nhất ngày thứ sáu 47 độ, ngày thứ bảy thì nhiệt độ lại cao hơn 52 độ, nhưng mà tối của ngày thứ sáu, thứ bảy chỉ ở khoảng từ 34 cho tới 36 độ lạnh. Ngày Chủ nhật, một ngày Chủ nhật đẹp của mùa đông vì nắng trong sáng, nhưng mà nhiệt độ vẫn se lạnh, thưa quý vị. Ngày Chủ nhật cao nhất chỉ có 50 độ, buổi tối 33 độ. Và những tin tức trong ngày thứ tư mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị mới nhất, sôi nổi nhất, thì xin mời quý vị bước vào sự kiện nổi bật trong ngày hôm nay. Jared Kushner has had his security clearance significantly downgraded, sources tell CNN. The downgrade will prevent Kushner from viewing the nation's most sensitive secrets, and it comes after new rules were implemented by Chief of Staff John Kelly in the wake of the botched handling of the Rob Porter spousal abuse scandal. I want to get right to CNN's Jeff Zeleny at the White House. And Jeff, what is the news and what is the White House saying about it? Quý vị vừa mới nghe là Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, không còn được xem báo cáo tình báo tuyệt mật vì vấn đề top security clearance của Jared đã bị downgrade xuống. Không còn là top nữa, thưa quý vị. Và trong ngày hôm nay, những sự kiện quan trọng mà Lệ Ngọc và sau đó luật sư Nguyễn Hoàng Duyên sẽ gửi đến cho quý vị là về vấn đề sau vụ thảm sát tại Florida, thì chúng ta đã biết là thế hệ trẻ đã bước vào, đã nhập cuộc và có thể thay đổi được cái luật kiểm soát súng ở nước Mỹ, cũng như là có thay đổi được cái vấn đề chính trị xã hội nước Mỹ hay không. Và cho tới ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump, ông có ủng hộ hay là ông không ủng hộ đề nghị kiểm soát súng hay không? Rồi sự kiện khác đó là tối cao pháp viện về vấn đề di dân lậu đang bị giam chờ trục xuất, không được quyền tại ngoại. Và một cái sự kiện khác đó là chương trình bảo hiểm về Obamacare. Thì mới đây 20 tiểu bang đang kiện chính phủ Mỹ về chương trình này. Một vấn đề khác liên quan đến đệ nhất phu nhân đó là bà Melania Trump. Bà Melania Trump vừa mới được biết là đã đoạn giao với một công ty rất thân, một người bạn rất thân của bà Melania Trump, và lý do tại sao, cũng như là cái sự bất đồng giữa Tổng thống Mexico và Tổng thống Donald Trump căng thẳng như thế nào về vụ bức tường biên giới giữa Mexico và Mỹ, và ai có trả tiền cho cái vấn đề này hay không. Thì tất cả những sự việc này, Lệ Ngọc sẽ mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên sẽ đến với quý vị để cho chúng ta cùng theo dõi, cùng phân tích và bình luận những sự kiện nóng bỏng trong ngày hôm nay. Trước
tiên, Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị những tin tức liên quan đến thế giới và nước Mỹ. Thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump ông vừa mới lên tiếng, vừa mới ngỏ ý là có thể sẽ có một cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng. Và cái lời lên tiếng của Tổng thống Donald Trump thì được biết vẫn là một cái lời phát ngôn có vẻ lập lững. Tổng thống Donald Trump, ông đã đề cập đến cái khả năng có thể đối thoại với Bình Nhưỡng nhưng kèm theo những điều kiện phù hợp. Hãng thông tấn Reuters trong một cuộc nói chuyện với các thống đốc của tiểu bang tại nước Mỹ ở ngay tại Tòa Bạch Ốc vừa mới đây, Tổng thống Donald Trump, ông đã đề cập và ông đã nói đến rằng Mỹ đã tiến hành và gây những cái áp lực rất là mạnh mẽ với lại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, nhằm chấm dứt cái chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Và nhân dịp này thì Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông có một cái cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng nhưng chỉ theo và kèm theo những điều kiện đúng đắn. Và Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị, cái cách quen thuộc của Tổng thống Donald Trump khi mà ông phát biểu thì ông luôn có một cái vấn đề rất là lập là lập lửng, thì ông nói là chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Và bên cạnh đó thì Tổng thống Donald Trump, ông cũng lên tiếng ca ngợi là Trung Quốc làm nhiều hơn bao giờ hết đối với vấn đề Triều Tiên theo yêu cầu của chính quyền của chính ông. Và Tổng thống Trump cũng không quên chỉ ra rằng rất nhiều hàng hóa đã đi vào Triều Tiên thông qua ngã của nước Nga bất chấp các lệnh cấm vận quốc tế đối với lại Bình Nhưỡng. Trong khi đó thì thưa quý vị, hiện nay người ta cho biết là cái cuộc bầu cử tổng thống ở tại nước Nga thì những người dân Nga ở các khu vực xa xôi hẻo lánh bắt đầu từ ngày hôm qua họ đã bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ mới trước khi mà cuộc bầu cử chính thức diễn ra trong tháng 3 vào ngày 18. Thì đây đó là một cái luật của nước Nga về bầu cử tổng thống nêu ra rất rõ là những hoạt động bỏ phiếu sớm không được diễn ra trước quá 20 ngày so với ngày bầu cử chính thức. Thành thử việc bỏ phiếu sớm cho phép những người nào, thưa quý vị, đó là những thủy thủ, những hành khách Nga trên các tàu tại những cái cảng ở nước ngoài, rồi nhân viên tại các trạm nghiên cứu ở vùng cực đông cũng như là người dân Nga ở các vùng xa xôi có thể đi bỏ phiếu sớm. Người dân Nga sinh sống tại nước ngoài cũng được phép bỏ phiếu sớm, nhưng không được sớm hơn 15 ngày so với ngày bầu cử chính thức. Và điều này có nghĩa là những người này họ có thể bỏ phiếu tổng thống bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 cho những công dân Nga mà sống ở nước ngoài. Và hiện nay, theo những cái gọi là những cuộc khảo sát, thì có thể không biết ông Putin có thể tiếp tục vẫn thắng cử hay không. Chúng ta hãy chờ xem. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, hiện nay được biết là khi mà nói đến cái vấn đề đối thoại mà Tổng thống Donald Trump ông đưa ra về vấn đề có thể sẽ có một cuộc đối thoại với Triều Tiên, thì một sự việc lại xảy ra rất là bất ngờ. Đó là cái sự ra đi của nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ về vấn đề Triều Tiên, cũng như là cái sự những cái sự bất đồng song phương. Thì được biết là nhà ngoại giao này vừa mới đây đã tuyên bố là có thể sẽ nghỉ hưu, thưa quý vị. Và cái vấn đề nghỉ hưu này như thế nào thì giới phân tích về chính trị thì họ lại cho rằng khi mà Triều Tiên trong những ngày cuối tuần vừa mới trước đây, Triều Tiên đã tuyên bố là sẵn sàng cũng sẽ có một cuộc đối thoại với Mỹ, và ngay cả Tổng thống Donald Trump thì ông cũng vừa mới lên tiếng trong ngày đầu tuần ở ngay tại Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên thì cái khả năng đối thoại giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên ngay lập tức lại gặp một cái sự khó khăn khi mà một trong những nhà ngoại giao hàng đầu rất nhiều kinh nghiệm nhất của nước Mỹ về Triều Tiên, đó là ông Joseph Yun, đột ngột tuyên bố là ông sẽ nghỉ hưu. Ông Joseph Yun là người đã tham gia quá trình đàm phán để đưa cho người sinh viên Mỹ bị Triều Tiên giam giữ, đó là Otto Warmbier, về nước vào hồi năm ngoái, và sau đó thì sinh viên này đã qua đời. Và ông này cũng đồng thời ủng hộ mạnh mẽ giải pháp ngoại giao
chứ không phải là giải pháp quân sự đối với Triều Tiên. Và thưa quý vị, theo New York Times cho biết, đó là một cái tin buồn vì ông Joseph Yun, ông này là một chuyên gia về vấn đề Triều Tiên. Khi mà ông lên tiếng là ông sẽ về hưu, vì cái việc thiếu vắng ông Joseph Yun đó là một tổn thất lớn nhất cho tiến trình xúc tiến đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên. Và dù là hai nước đều lên tiếng là sẵn sàng đàm phán, nhưng mà Mỹ và Triều Tiên đang đồng sàng dị mộng, vì Triều Tiên thì luôn lên tiếng nói là họ muốn đối thoại với Mỹ với tư cách là hai quốc gia hạt nhân. Ralph Kosa ở ngay tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế đã lên tiếng là trong khi đó, Mỹ cũng sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chấp nhận nhượng bộ về vấn đề vũ khí hạt nhân. Vì vậy, hai bên đều sẵn sàng đàm phán, nhưng không phải về cùng một chủ đề. Khi dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Olympic mùa đông ở Hàn Quốc vừa mới đây trong đầu tháng, thì Phó Tổng thống Mike Pence, ông đã lên một cái kế hoạch bí mật gặp gỡ phái đoàn cấp cao của Triều Tiên. Nhưng cuối cùng thì Bình Nhưỡng đã hủy cái cuộc gặp này ngay vào phút chót. Và thưa quý vị, rất nhiều nhà phân tích đã nói rằng lãnh đạo của Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không bao giờ đồng ý đàm phán nếu họ phải cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân. Một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học California ở Santa Barbara, đó là Bridget Cogin, cho biết là thấy có rất ít khả năng là Triều Tiên sẽ đồng ý phi hạt nhân hóa một cách hòa bình. Triều Tiên đã tin rằng vũ khí hạt nhân sẽ bảo vệ cho đất nước họ nếu bị Mỹ tấn công. Thành thử là bà Bridget Cogin đã nói là bà không thấy sẽ có nhiều đột phá trong thời gian sắp tới. Triều Tiên sẽ không bao giờ thấy an tâm về vấn đề an ninh để tiến hành phi hạt nhân hóa. Và để cho cuộc đối thoại giữa hai nước có thể diễn ra, thì bà Bridget Cogin nói là Mỹ có thể phải chấp nhận điều kiện là Triều Tiên sẽ đóng băng các cuộc thử tên lửa và hạt nhân thay vì từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí. Hiện nay được biết, một trong những trở ngại cho khả năng đàm phán đó là chính quyền của Tổng thống Trump liên tục gửi đi một cái tín hiệu, đó là một cái tín hiệu không nhất quán. Ngày hôm nay như thế này, ngày mai lại khác. Thành thử Ankit Panda là một biên tập viên cao cấp của tờ Diplomat đã bình luận là chính quyền của Trump cứ như thể không đọc chung một cuốn sách về chính sách với Triều Tiên. Và với việc Mỹ và Hàn Quốc sắp tổ chức những cuộc tập trận chung, thì Ankit Panda đã cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phản ứng lại bằng những hành động khiêu khích mới. Dù vậy thì cánh cửa đàm phán liên Triều vẫn chưa hẳn đã bị đóng sập, đặc biệt là sau thời kỳ nồng ấm tại Thế vận hội mùa đông của năm 2018 tại Pyeongchang. Thì ở tướng Triều Tiên đó là Kim Jong-chol mới đây trong ngày 27 tháng 2 khi mà ăn sáng với Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc Cho Mun Ji-gon, thì Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc, thì hai bên đã nhất trí rằng sẽ tiếp tục cùng nhau làm việc để cải thiện mối quan hệ và để bảo đảm hòa bình trên bán đảo. Và cũng theo lời của bà Bridget Cogin, thì những cuộc đối thoại như vậy không thể nào dễ để mà dẫn tới một sự thay đổi trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên một cách nhanh chóng. Nhưng những cái cuộc đối thoại như vậy có thể dẫn tới một cái tác động, một cái hành động đầy hứa hẹn, như là vấn đề đoàn tụ gia đình bị chia rẽ kể từ thời chiến giữa hai miền Nam và Bắc. Và bà còn nhận xét, đây sẽ là những diễn biến nhỏ, nhưng những cái diễn biến nhỏ này lại có một cái tác động mạnh mẽ và có ý nghĩa. Đó sẽ là một cái cầu nối rất là hiệu quả giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Và nếu Tổng thống của Hàn Quốc Moon Jae-in chấp nhận lời mời đến thăm lãnh đạo của Triều Tiên Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng, thì ông Moon có thể làm trung gian kết nối Mỹ với Triều Tiên, và cái phạm vi và không gian ngoại giao hiện nay theo những giới chuyên tích phân tích về chính trị thì cho biết là có nhiều cơ hội hơn lúc trước. Và thưa quý vị, Lê Ngọc xin mời quý vị đến với những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR, và đặc biệt
là những bản tin tức của Morning News của NVR đã được sự bảo trợ chính thức của văn phòng của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên chuyên về những lĩnh vực di trú, hình sự và tố tụng dân sự. Tất cả quý vị thính giả của NVR ở khắp nước Mỹ cũng như là ở ngoài nước Mỹ, khi mà quý vị cần đến những dịch vụ về vấn đề di trú, quý vị có thể gọi cho văn phòng của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên ở số điện thoại 408-528-7668. Như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center, tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Tìm hiểu những điểm căn bản về chương trình Medicare. Quý vị đã sẵn sàng hưu trí lúc 65 tuổi chưa? Nếu quý vị sẵn sàng nghỉ hưu, quý vị sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare phần A và B nguyên thủy và các chương trình Medicare khác khi quý vị đến tuổi 65. Nếu quý vị không có bảo hiểm do hãng sở bảo trợ, quý vị nên nghĩ đến việc ghi danh vào chương trình Medicare trong giai đoạn ghi danh ban đầu, 3 tháng trước tháng quý vị được tuổi 65, trong tháng sinh nhật của quý vị, hoặc 3 tháng sau đó. Hãy dự tính trước. Nếu quý vị sắp sửa nghỉ hưu, quý vị sẽ có 63 ngày sau khi bảo hiểm của quý vị có qua hãng sở chấm dứt để ghi danh vào một chương trình bảo hiểm Medicare mà không bị phạt. Nhưng tốt nhất là quý vị nên ghi danh trước khi nghỉ hưu để tránh bị một thời gian không có bảo hiểm. Hoặc nếu quý vị muốn thay đổi chương trình bảo hiểm Medicare của quý vị, thay đổi là một điều tốt. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe có thể thay đổi từ năm này sang năm khác. Quý vị nhớ xem lại nhu cầu y tế của mình, về những cuộc giải phẫu sắp phải thực hiện, những loại thuốc theo toa đang dùng, những mục tiêu mới trong việc giữ gìn sức khỏe, để quý vị có thể tìm được một chương trình bảo hiểm thích hợp nhất, đáp ứng cho nhu cầu của chính mình. Và quý vị có thể thay đổi chương trình bảo hiểm một lần trong năm, trong giai đoạn ghi danh tự do. Giai đoạn này gồm có 7 tuần, chỉ bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 cho đến hết ngày 7 tháng 12. Cần tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Medicare và các chương trình dành riêng cho người già, xin quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi ở số điện thoại 703-473-9326 để chúng tôi có thể hướng dẫn cho quý vị tìm hiểu những điểm khác biệt giữa những chương trình Medicare và nhất là giới thiệu đến cho quý vị một chương trình phù hợp cho vấn đề tài chính và sức khỏe của chính quý vị. Gọi ngay cho chúng tôi ở số điện thoại 703-473-9326, 703-473-9326. Dạ thưa vâng, Lê Ngọc đã có luật sư Nguyễn Hoàng Duyên trên làn sóng của NVR. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa với anh Duyên, trong ngày hôm nay thì có những cái sự kiện rất là nóng bỏng và đặc biệt về cái vấn đề luật kiểm soát súng ở nước Mỹ như thế nào, vì chúng ta đã biết là sau cái cuộc thảm sát ở ngay tại trường trung học ở Portland, Florida, thì những học sinh, những sinh viên trẻ, phải nói là những người trẻ, thế hệ trẻ đã nhập cuộc một cách rất là sôi nổi, hăng say. Và cái điều này đang đặt ra một cái câu hỏi là có thể thay đổi được cái luật kiểm soát súng hay không? Nhưng mà trong ngày hôm qua, thưa với lại luật sư Duyên, một cái bản tin mà Lê Ngọc nhận được đó là bên phía đảng Cộng Hòa đã lên tiếng bác yêu cầu siết chặt cái vấn đề kiểm soát súng đạn. Bất chấp những cái lời kêu gọi về vấn đề siết chặt rồi sửa lại cái việc kiểm soát súng đạn của rất nhiều người dân Mỹ sau cái vụ xả súng tại Florida,
cách đây 2 tuần. Thì trong ngày 27 tháng 2, giới lãnh đạo của bên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ tuyên bố là sẽ không ủng hộ tiến hành cuộc cải cách lớn đối với cái đạo luật về súng đạn. Trong khi đó thì thưa luật sư Duyên, trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng đã nghe Tổng thống Donald Trump, ông cũng lên tiếng là ông muốn sửa đổi về cái tuổi mà để giới hạn mua súng sẽ lên tới 21 tuổi. Rồi ông nói là ông sẽ bác bỏ cái việc mà bump stock không có được gắn cái phần mà súng liên thanh vào cây súng AR-15. Thì tới trong ngày hôm nay chúng ta lại thấy bắt đầu lại có những sự việc nó lại thay đổi đi. Thì không biết là luật sư Duyên nhận định như thế nào về vấn đề này? Nếu mình hiểu được cái hội súng quốc gia đó thì cái số tiền mỗi một năm họ nhận được từ các cái nguồn mà nhiều nhất là do những cái người hội viên của họ đóng tiền đó, hình như là 30 đồng một năm đó. Mà họ đâu có khoảng vài triệu hội viên, cho nên mỗi một năm cái thu nhập của họ từ mọi nguồn nó lên tới khoảng 400 triệu. Nghe thì lớn nhưng mà không có nhiều bằng những cái hội về chính trị khác của Mỹ. Tuy nhiên, cái số tiền mà cái hội súng quốc gia đó, ngoài cái việc mà trả cho nhân viên điều hành của họ, chẳng hạn như cái ông Wayne Pierre, lương của ông vào khoảng 5 triệu một năm. Tổng cộng cái lương điều hành trừ ra đó, ngoài ông Wayne Pierre, mình thấy là cái phần còn lại của họ đóng góp vào cái quỹ tranh cử của các ứng cử viên rất nhiều. Cho nên mỗi một lần mà muốn sửa luật súng, chúng ta đã thấy bao nhiêu năm nay rồi, bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu vụ chết chóc rồi, trẻ em, người lớn, v.v. Không, nghĩa là rất là khó thay đổi. Cho nên mình hy vọng rằng cái phong trào của giới trẻ lần này họ sẽ đẩy được cái bởi vì ngay bây giờ cái phong trào đó cũng đã được cái tiền đóng góp của nhiều phía rồi. Cho nên cái việc ứng cử vào cái cuộc ứng cử vào tháng 11 năm nay đó, mình mong rằng cái đà này nó sẽ có thay đổi trong cái vấn đề kiểm soát súng đạn để mà an toàn cho người Mỹ và cho nhất là cho giới trẻ. Chỉ có một điều là riêng về Tổng thống Trump thì như chúng ta biết đó là ông cứ thay đổi cái quan điểm liên tục tùy theo mỗi một ngày là có một cái thay đổi. Có một cái điều vui là trong cái bài tuyên bố của ông vừa gần đây nhất là cách đây 1-2 ngày đó, thì ông ta tuyên bố là trời, nếu mà ổng có mặt ở cái trường trung học đó vào cái lúc mà súng đạn nổ ra như vậy, ngay cả nếu mà ổng tay không nữa, ổng cũng sẽ xông vào để mà ổng cứu mấy đứa bé. Thì tổng thống vừa tuyên bố như vậy xong thì người ta đưa ra những cái dữ kiện và đây là những sự thật để mà chứng minh cho cái lời của tổng thống nè. Thứ nhất là chúng ta biết lâu rồi, tổng thống là cái người trốn lính. Hỏi là vì lý do gì mà không đi lính? Nó là tôi đau chân nào tôi không biết. Đó là một cái sự thực thứ nhất. Sự thực thứ hai rõ ràng hơn nữa là trong lần phỏng vấn với ông Howard Stein là cái người mà phỏng vấn mỗi một lần gần như là thân cận với tổng thống, mà mỗi lần tổng thống mà được phỏng vấn đó là nói hết ra, ngay cả cái chuyện mà nói rằng là ô con gái của tôi thế này, con gái của tôi thế nọ thì cũng nói với Howard Stein. Thì năm trong cái cuộc phỏng vấn năm 2008 đó, thì tổng thống Donald Trump nói rằng là trong một cái buổi tiệc tại cái resort là Mar-a-Lago của tổng thống ở Florida đó, thì tổng thống đãi các đại gia. Thì trong cái buổi tiệc đó có một cái sự cố nó xảy ra, đó là một cái ông 80 tuổi cũng là triệu phú, đại phú, tỷ phú gì đó, ông ta vấp cầu thang té. Thì đây là từ lời của tổng thống Trump nè. Ông this guy khi té dập mặt xuống, đầu đập xuống, tôi nghĩ rằng là ông chết rồi chứ. Nhưng mà trời sao mà ghê quá, máu chảy ra tùm lum, tôi không thể tưởng tượng được cái mặt sàn nó bằng marble, nó bằng cẩm thạch đẹp như vậy mà bây giờ máu của ông làm dơ hết, làm đỏ hết trơn, tôi không chịu nổi cái đó, nghĩa là thấy gớm quá, tôi phải quay mặt đi, disgusting, cứ gớm quá, tôi phải quay mặt đi.
những cái con người như thế đó, tức là thấy cái chuyện sống chết của người khác gớm quá quay mặt đi. Một người mà chế nhạo một cái người phế tật, đùa một cách không thích hợp đối với một đứa trẻ, khi mà người mẹ ẵm đứa trẻ 3 tuổi mà ông đùa rồi ông nói thôi đem đứa trẻ ra ngoài ra khỏi cửa đi, rồi chế nhạo những cái người mà chiến đấu cho quốc gia chúng ta như là John McCain, những người mà dửng dưng trước cái chết của một trước cái tai nạn mà gần như là tử sinh của một cái người 80 tuổi. Cái người đó mà ngày hôm nay nói với chúng ta rằng là trời, bữa đó mà có cái chuyện gì là tôi sẽ xăng tay áo, tôi nhào vô rồi tôi kềm chế cái tay súng, mặc dù là tôi không có súng tôi cũng nhào vô. Nếu mà chúng ta tới giờ phút này mà chúng ta vẫn tin những cái lời đó thì cái đó là cái quyền của chúng ta. Nhưng mà đồng thời nếu mà có tin những lời đó, nhớ đi khám ông bác sĩ tâm thần của mình coi cái tinh thần của mình nó còn có bình thường hay không. Nói như thế để hiểu rằng là chúng ta đang có một cái bệnh như mà cái bà Dương Thu Hương mà bà nói về cái bệnh mà tôn thờ đảng Cộng sản với lại tôn thờ mấy lãnh tụ Cộng sản đó. Bà nói là cái nước Việt Nam chúng ta bị một cái cuộc lên đồng toàn diện đó. Thì một cuộc lên đồng, bà không có dùng cái chữ toàn diện mà bà dùng cái chữ là cái cuộc lên đồng tập thể đó. Thì tôi thấy rằng là ngay bây giờ mà những lời tuyên bố quái đảng như thế này vẫn có người tin, thì cái bệnh mà lên đồng tập thể đó hình như nó đã lây qua tới cái nước Mỹ này rồi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa với luật sư Duyên và quý vị thính giả, là trong ngày 27 tháng 2 vừa mới qua đây thôi, thì một số học sinh mà sống sót trong cái vụ xả súng tại trường trung học Portland của Florida ngày 14 tháng 2, thì những học sinh sống sót này họ đã gặp gỡ các nghị sĩ quốc hội để mà kêu gọi việc ban hành những quy định mới hạn chế cái việc mua bán và sở hữu súng. Nhưng mà rất là buồn thưa quý vị, vì một số giới lãnh đạo của bên đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã khước từ lời đề nghị của các học sinh này, khi nói rằng là họ sẽ không thể thực hiện được cái điều này, đó là hạn chế việc mua bán và sở hữu súng. Và phát biểu ngay tại cuộc họp báo trong ngày 27 tháng 2, ông Paul Ryan, chủ tịch Hạ viện, ông đã lên tiếng và ông cho rằng là không nên cấm những công dân tuân thủ luật pháp sở hữu súng. Thay vào đó thì ông Paul Ryan cho rằng nên cần tập trung vào việc bảo đảm các công dân vốn ngay từ đầu đã được xác định là không nên sở hữu vũ khí có thể tiếp cận với lại súng đạn. Và bên cạnh đó, ngay cả chính Tổng thống Donald Trump, thưa luật sư Duyên, trong ngày thứ hai thì Lê Ngọc nhớ là khi mà Tổng thống Trump có một cuộc họp báo với các thống đốc của các tiểu bang ở ngay tại tòa Bạch Ốc, thì ông lên tiếng rất là mạnh mẽ, là ông nói sau cái vụ xả súng tại trường trung học ở Portland, Florida thì chúng ta phải cần hành động. Ông nói đến cái chữ action rất là nhiều lần, nhưng mà trong ngày hôm qua thì được biết là Tổng thống Donald Trump ông không nồng nhiệt ủng hộ bất cứ một cái đề nghị lập pháp nào về chuyện gia tăng kiểm soát súng ống, trong lúc mà những nhà lập pháp Hoa Kỳ vẫn cho là cái số phận của cái vấn đề luật súng hay là bất kỳ một cái sự thay đổi nào về luật súng cũng đều nằm trong tay Tổng thống Donald Trump. Thì điều nào đúng, điều nào sai thưa luật sư Duyên? Khi mà Tổng thống Donald Trump mà nói action thì chúng ta chỉ dùng cái common sense thôi, hỏi action nào. Chẳng hạn bây giờ Nga tấn công nước Mỹ, tất cả các cái ngành tình báo của Mỹ đồng ý với nhau, tất cả các cái cơ quan đều đồng ý với nhau mà bảo là action, thì cái action của Tổng thống Trump nó là cúi đầu, tập cúi đầu trước Putin, tập cúi đầu trước Nga, thì cái đó gọi là action. Bây giờ muốn trẻ em Mỹ đang bị đổ máu ra, bị chết vì súng đạn, cái action của Tổng thống là cúi đầu trước NRA, tức là chịu khuất phục trước NRA, chịu khuất nhượng. Ngay cả nói về cái vấn đề mà gọi là chống lại với Nga đi nữa đó, thì ông director của NSA, tức là cơ quan tình báo an ninh quốc gia đó, nói là chúng tôi cho tới giờ phút này cũng chưa nhận được một cái lệnh nào từ phía tòa Bạch Ốc là phải hành động để mà ngăn chặn cái cuộc tấn công về mạng của Nga. Mình nói như thế thì khi mà Tổng thống nói là action thì mình hiểu cái action đó là như thế nào rồi.
khi mà Lệ Ngọc nói rằng là giới hạn tuổi này nọ thì có một cái vui là trong cái chương trình của Stephen Colbert buổi tối đó, chương trình gọi là hài vui đó, thì Stephen Colbert có nói nói lên có một câu thôi, nhưng mà ông tweet một câu thôi, mà cái câu tweet của Stephen Colbert đó trong vòng một tiếng đồng hồ có hơn 30.000 người trả lời, mà cũng tếu theo như vậy. Stephen Colbert nói rằng là tôi không hiểu tại sao mà cái hội súng NRA đó mà họ lại gọi là bực mình khi mà mấy cái hãng cho mướn xe nên là stay away from họ. Tại sao mà hội súng mà lại cần cái mấy cái hãng xe như vậy? Tại vì mấy cái hãng xe đó mỗi lần đi cho mướn xe thì hỏi, thứ nhất là phải giới hạn tuổi là phải 25 tuổi, thứ hai là đòi phải có license, có nghĩa là phải có bằng lái, thứ ba là phải có bảo hiểm. Thì ba cái điều mà giới hạn tuổi, giới hạn license, giới hạn bảo hiểm của mấy cái hãng xe vậy, thì tại sao cái hội súng này lại hợp tác với mấy cái hãng đó? Đó là một cái tweet khôi hài đùa chơi thôi. Thì có những cái lời trả lời rất là vui, nói rằng là cái bọn mấy cái hãng cho mướn xe đó, they will họ giống như là những bạo chúa vậy đó, họ cái giới hạn đủ thứ, họ sẽ take cái car của chúng ta ở quê. Những cái luật về tuổi, về bảo hiểm và về license đó là do cái bọn mà nó muốn tước cái chiếc xe ra khỏi tay chúng ta, vân và vân vân và vân vân. Họ lặp lại đúng những cái lý luận stupid và điên cuồng của cái hội súng quốc gia. Họ dùng những cái lý luận đó để mà họ khôi hài. Thành ra mình chỉ biết rằng là cái chuyện mà thay đổi cái quy chế về súng đạn để mà làm cho cái người Mỹ, dân Mỹ an toàn hơn đó, chắc chắn là phải có những cái phong trào mạnh như là những phong trào của giới trẻ bây giờ. Nếu mà chúng ta đọc những cái bản mà gọi là nói về cái vấn đề nguy hiểm súng đạn đó, thì 80% đồng ý là kiểm soát súng đạn gắt gao hơn. Nhưng mà những cái tay chính trị gia nhận tiền, ăn tiền của cái hội súng rồi đó, họ trở thành ra những người điếc, những người mù, những người câm. Họ tiếp tục, họ cứ theo cái dẫn lối của cái hội súng đó để mà họ đi. Cho nên vote them out. Vào tháng 11 này chúng ta sẽ thấy rằng là có thể nhờ những cái vận động này mà những cái tay như là Paul Ryan, như là tay Mitch McConnell không chừng sẽ bị vote out. Mitch McConnell thì không có tranh cử trở lại, nhưng mà Paul Ryan như là Dave Nunes, những cái tay mà gọi là mù trước cái chết của những giới trẻ, có thể họ sẽ phải trả giá vào tháng 11 này. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa luật sư Duyên có cái cảm nhận như thế nào là hiện nay Quốc hội Hoa Kỳ hay là ngay cả Tổng thống Donald Trump mặc dù lên tiếng rất là mạnh mẽ nhưng mà vẫn chưa sẵn sàng cho cái vấn đề kiểm soát súng ống có một cái sự thay đổi, vẫn còn có nhiều tranh cãi, và đặc biệt là trong cái ngày thứ hai vừa mới qua đây, ngay trong cái cuộc gặp gỡ với những thống đốc của nước Mỹ thì Tổng thống Donald Trump, ông có lên tiếng, ông có một cái lời nói rất là rõ ràng với các nhà lập pháp là quý vị, Tổng thống Trump nghĩ là một nửa trong số những vị thống đốc này rất sợ Hiệp hội Súng của Mỹ, NRA, và Tổng thống Trump còn nói là không có gì phải sợ cả. Và nếu mà NRA không đồng ý với mình, thì mình cũng nên thỉnh thoảng nên biết đối đầu với lại NRA, và điều này không có sao đâu. Mặc dù cái lời Tổng thống Donald Trump ông nói như vậy, nhưng mà cái hành động của ông nó lại khác, hoàn toàn khác đi. Dù là ông tuyên bố ông sẵn sàng đối đầu với Hiệp hội Súng NRA, nhưng mà hiện nay thì người ta thấy là Tổng thống Donald Trump, ông có vẻ cũng nói thì mạnh, nhưng mà hành động thì vẫn im lìm. Cái hành động chẳng những im lìm không, mà còn cúi đầu xuống, còn gục đầu xuống nữa. Ra cái điều nói với mấy cái người kia là phải đối đầu, phải ngang nhiên đứng lên với NRA. Miệng thì mình nói người ta, nhưng mà giống như là mình xúi người ta là cứ nhào vô đi, nhưng mà mình thì lại im lìm, mình lại gọi là mình khuất phục, mình bị nhượng khuất, bị compromise trước cái hội súng NRA, hội súng đó. Cho nên nghe Tổng thống Trump thì thôi, mình nói là cái người, miệng người nói ngang thì có gan có thép, nói thì nói cho đã vậy thôi. Chứ còn Tổng thống Trump
sẽ đứng trước những cái thế lực như thế, mình thấy rồi, đụng Tập Cận Bình thì nói ngon lành lắm, nhưng mà tới chừng đụng Tập Cận Bình thì lại cúm núm lại khuất phục xuống Putin, Tập Cận Bình hay là hội súng. Đó là những cái mà Tổng thống Trump không bao giờ dám đứng lên ngon lành để mà bảo vệ những cái phía yếu, những cái phía nạn nhân. Cho nên giống như tôi thì tôi vẫn lập luận là người ta nói mấy cái hãng đó, mấy cái hãng mà tách rời khỏi hội súng đó là những cái hãng hèn nhát. Tôi vẫn nhìn cái góc khác, cho nên là đứng về phía những cái người yếu, đứng về phía những người nạn nhân, cái đó là can đảm. Thành ra thôi, mình không có phê bình Tổng thống Trump nữa. Dù thế nào thì ông cũng có cái, chắc là trong cái tử vi có cái số làm vương, làm bá đó. Một là làm ngưu ma vương, còn không thì cũng làm hà bá. Thành ra muốn nói gì thì cứ nói thôi, không có phê phán ông nữa. Ông càng nói chừng nào thì cái vị ngưu ma vương, cái vị hà bá này chỉ là khuất phục trước những cái bạo quyền, mà ngay cả bán nước để mà giữ cái quyền lực cũng sẽ làm. Cho nên mình cứ move on. Còn cái chuyện mà hội cái luật lệ về súng như thế nào đó thì với thời gian chúng ta sẽ thấy rằng là liệu những cái vận động của toàn dân Mỹ, nhất là của giới trẻ, có ảnh hưởng nào trong những cái tay chính trị gia mà họ mù quáng, họ chỉ biết họ nhận tiền để mà họ mua quyền lực, mà họ coi thường cái sinh mạng và cái an toàn của dân Mỹ hay không? Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa luật sư Duy, một vị thính giả ở số điện thoại 703 là ở ngay tại Virginia của Lê Ngọc. Thưa luật sư Duy vừa mới nhắn tin vào nói là lời nói chưa có đi đôi với việc làm, nhưng Tổng thống Donald Trump, ông cũng đã nói được và nói rất là mạnh mẽ, còn action, hành động thì chưa thấy. Chắc luật sư Duy cũng đồng tình với vị thính giả 703 này quá. Dạ vâng, trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, chuyển qua một cái đề tài khác mà về vấn đề di trú thì thưa luật sư Duyên, trong ngày thứ ba thì Tối cao Pháp viện Mỹ vừa mới công bố một cái phán quyết, và theo cái phán quyết này giới hạn việc cho những di dân bất hợp pháp đang bị giam trong khi mà chờ kết quả phán xét coi có trục xuất của tòa di trú hay không và cái quyền đòi được tại ngoại. Thì phán quyết này cũng được coi là một cái sự khẳng định rất là hợp hiến của chính sách cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với thành phần di dân bất hợp pháp. Thì các thẩm phán tối cao Pháp viện với 5 phiếu thuận và 3 phiếu chống đã hủy bỏ đi một cái phán quyết của tòa dưới, theo đó đòi cho các di dân bất hợp pháp trong khi chờ đợi cái án lệnh bị trục xuất có quyền đòi nộp đơn xin đóng tiền tại ngoại hậu tra sau 6 tháng mà bị cầm giữ. Và cả 5 thẩm phán với cái khuynh hướng bảo thủ này đã bỏ phiếu thuận, trong khi mà 3 thẩm phán cấp tiến bỏ phiếu chống. Một thẩm phán cấp tiến khác, đó là bà Elena Kagan, đã không tham dự cái cuộc bỏ phiếu này, và cái phán quyết bị hủy bỏ là do tòa kháng án số 9 ở ngay tại San Francisco đưa ra từ năm 2015. Và vào thời đó thì Bộ Tư pháp của thời của Tổng thống Barack Obama đã không đồng ý với phán quyết này và đã nộp đơn xin hủy. Thì qua cái bản tin này, luật sư Duyên nhận định như thế nào khi mà tòa án tối cao Pháp viện lên tiếng là di dân lậu đang bị giam chờ trục xuất, không được quyền tại ngoại ạ? Trong cái lúc mà Lê Ngọc chia sẻ mẫu tin thì Lê Ngọc có nói rằng là cái phán quyết này đi cùng hướng, nghĩa là cùng với là cái chính sách của Tổng thống Donald Trump thì sẽ dễ tạo cho người ta cái hiểu lầm, nó nghĩ rằng là cái vụ xử này đó là do chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra. Nhưng mà ngay cuối bản tin thì Lê Ngọc cũng đã nói rõ, thực ra cái vấn đề này là đã khởi từ cái thời Tổng thống Obama năm 2015 rồi. Lúc đó đó là nó đây làm có một cái việc là những cái người mà đã bị tòa ra lệnh trục xuất rồi đó thì bên bộ di trú người ta giam giữ lại, người ta giam giữ có thể lâu, có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng để mà chờ cái chuyến bay để mà gửi về cái nước sở tại đó. Thì trong lúc chờ đợi đó có nhiều người họ bị giam lâu quá, họ nói là nếu mà giam chúng tôi thì phải cho chúng tôi cái quyền gọi là giống như là dân quyền đó mà,
thì tôi phải cho chúng tôi được quyền đi ra để mà có một cái hearing về vấn đề đóng tiền tại ngoại, chứ còn giam hoài chúng tôi 3 tháng 6 tháng thì cái điều đó nó không đúng, nó vi hiến, vi phạm hiến pháp. Thì chính quyền tổng thống Obama lúc đó nói rằng là nếu mà thả mấy người này ra thì họ lại trốn, họ lại mất công, lại phải truy lùng, phải bắt họ rồi phải trục xuất nữa. Thành ra chính quyền nói là không, người di dân bất hợp pháp họ không có một cái quyền hiến định giống như là công dân Mỹ, cho nên họ không có quyền đòi hỏi là phải đưa ra một cái phiên xử về cái bail đó để mà họ đóng tiền bail, ví dụ 30.000, 50.000 rồi thả họ ra. Bởi vì biết rằng là thả những người này ra họ lại tiếp tục họ trốn. Cho nên mà thường thường những cái người này là nó dính tới cái vấn đề tội ác đó thì mới bị trục xuất mà bị giam giữ gọi là chặt chẽ như vậy. Cho nên khi mà cái tòa số 9 ở San Francisco cho phép là mấy những người này có quyền hearing đó, thì cái bộ tư pháp dưới cái thời của Tổng thống Obama ra cái đơn kiện liền. Và cái đơn kiện đó cho tận mãi tới năm 2018 này mới được xử final. Thì chúng ta biết rằng là cái chiến thắng trong cái case này của Bộ Tư pháp, của Bộ Di trú Mỹ đó, nó khởi nguồn từ Tổng thống Obama. Nhưng mà chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu mà tới một cái lúc nào đó mà trong một cái bài diễn văn nào đó, tại vì Tổng thống Trump thì thứ nhất là ít có đọc, không có đọc. Thứ hai, thấy cái nào mà nó có vẻ là tô điểm cho cái oai hùng của mình thì là Tổng thống sẽ nhận cái điểm thôi. Cho nên nếu mà Tổng thống Donald Trump mà có nhận rằng là đây là cái điểm này, cái credit này là của Donald Trump, còn Obama chỉ là hèn nhát đó, thì cái chuyện đó mình cũng không có ngạc nhiên. Nhưng mà chỉ làm cái tin lại cho nó rõ là cái việc mà cho rằng những người di dân lậu mà đã bị lệnh trục xuất rồi không có cái quyền đóng bail nữa đó, thì cái việc này, cái vụ kiện này nó đã khởi nguồn từ thời Tổng thống Obama. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và một sự kiện mà đã nói đến từ hôm qua cho tới ngày hôm nay rất là nhiều, mà nếu mà quý vị theo dõi những truyền thông chính của nước Mỹ, quý vị sẽ nghe đến rất là nhiều, là Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi. Và sau đó thì Lê Ngọc sẽ hỏi luật sư Duyên sẽ nhận định như thế nào về vấn đề này. Vulnerabilities came to light in the U.S. intelligence community reports. What exactly are the risks here that experts see, and how is Jared Kushner being viewed by these other countries? Well, ordinarily when someone is a... Dạ thưa vâng, quý vị vừa mới nghe mà ngay trong những cái giây phút đầu cái câu chuyện sự kiện nổi bật mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị, đó là con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, là cố vấn rất là thân cận của Tổng thống Donald Trump. Một năm nay, tuy rằng Kushner chỉ được cấp miễn trừ an ninh tạm thời mà thôi, nhưng Jared Kushner vẫn được xem những thông tin tình báo tuyệt mật, và việc này đã bị chấm dứt mới đây thôi. Thì cái sự kiện này như thế nào, luật sư Duyên nhận định, và tại sao lại có 4 quốc gia mà họ nói đến, gồm có Ả Rập Thống Nhất, rồi Trung Quốc, Israel và Mexico lại liên quan đến vấn đề này, thưa luật sư Duyên? Trong cái tuần vừa rồi thì Lê Ngọc và chúng tôi có chia sẻ với quý thính giả là tướng John Kelly qua nhiều cái việc mà đã gọi là xung khắc với Jared Kushner đó, mà liên quan tới cái vấn đề là Kushner cái lý lịch để mà nó không có trong sáng đủ để mà nhận những cái tin tình báo tối mật. Thì John Kelly có nói rằng là kể từ thứ sáu tuần tới, có nghĩa là một tuần kể từ ngày ông ra cái thông tư đó, là những người nào mà không có một cái lý lịch trong sáng, một cái clearance mà permanent đó, thì tức là cái clearance thường trực đó, thì là sẽ không có được nghe những cái bản tin tối mật nữa. Thì chúng ta cái chuyện đó nó đã xảy ra tuần trước nữa, thì thứ sáu vừa rồi là đến hạn. Thứ sáu vừa rồi đến hạn khi Tổng thống Trump được hỏi là như vậy cái chuyện đó như sẽ như thế nào, thì Tổng thống Trump có nói là cái đó tùy John Kelly, và tôi biết là ông John Kelly ông có thể làm được cái gì mà cần thiết cho quốc gia. Thì ngày hôm qua là ngày thứ ba đã có tin là ông John Kelly đã ra cái quyết định, và cái quyết định này nói rằng là của John Kelly là không cho
Kushner là con rể của tổng thống nghe những cái thông tin mà gọi là tối mật nữa, thì đồng thời với lúc đó thì là những cái viên chức trong cái ngành tình báo đó họ nói là trong vòng một năm qua thì Kushner đã đi qua những cái nước khác và đã làm việc từ là Israel, Arab Saudi, rồi China, rồi Mỹ Tây Cơ, như là Mỹ Tây Cơ thì không có đi qua bên đó nhưng mà có làm việc với phía bên đó. Thì thứ nhất là Kushner không có tham vấn với lại ông tướng McMaster là cái người giám đốc về cái người cố vấn về an ninh quốc gia, mà thậm chí là giấu, không có report, không có báo cáo lại những cái lần họp như vậy. Đúng theo luật buộc là nếu mà một cái người mà làm trong tòa Bạch Ốc mà ở cái vai trò cao như vậy mà có những cái phiên họp với các nước khác là phải report, thế mà cũng không report nữa. Và có luôn cả cái tin mà Lệ Ngọc mới vừa nói đó, tức là bốn nước trong đó có Trung Quốc, Israel, có Ả Rập Saudi và kể cả Mỹ Tây Cơ nữa, họ nói là họ chỉ muốn làm việc với Kushner thôi mà họ không muốn hợp với những cái viên chức mà do Bộ Ngoại giao hay là do cái tòa Bạch Ốc đưa ra, mà những người đó có kinh nghiệm hơn. Họ nói họ muốn deal directly, trực tiếp với lại Kushner. Rồi lại thêm một cái điều nữa là trong những phiên họp, một cái nguồn tin là mà leak ra từ phía Trung Quốc và từ phía Mỹ đó, là trong những cái phiên họp với những cái công ty của Trung Quốc như là công ty An Bang hoặc là trong những cái phiên họp với phía bên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đó, thì Kushner đã bàn về cái interest, cái quyền lợi của công ty, của gia đình Kushner trong khi đang nói chuyện về cái vấn đề mà chính sách, cái policy của quốc gia. Thì bây giờ cái chữ gia đình trị đó, ngày xưa mình nghe thí dụ như là trong cái thời của tổng thống Diệm đó, thì tổng thống Diệm rồi có em là ông cố vấn Ngô Đình Nhu, rồi có bà vợ của ông Ngô Đình Nhu, rồi có ở miền Trung thì có ông Ngô Đình Cẩn vân vân, thì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh gia đình trị. Thì bây giờ chúng ta đang nhìn thấy một cái hình ảnh gia đình trị ở cái tòa Bạch Ốc, là cha là tổng thống, con gái với lại con rể đó thì là những cố vấn gọi là cao cấp của tòa Bạch Ốc. Rồi nó có một cái sự va chạm từ cái hồi, thật sự Kushner không phải là bị va chạm mới đây, đã va chạm với nhiều viên chức trong tòa Bạch Ốc, mà chúng ta thấy rõ nhất là Steve Bannon. Cuối cùng thì vì cái sự va chạm đó mà ông John Kelly ông phải yêu cầu Steve Bannon ra đi. Rồi những cái sự va chạm mà những cái lời nói của những cái người ra đi mà nói về Kushner, người ta nói rất là không có lịch sự lắm. Thì chúng ta hiểu rằng là chính vì cái quy chế gia đình trị này mà tạo ra cái xáo trộn cho tới giờ phút này của cái tòa Bạch Ốc. Nhiều cái yếu tố để làm cho xáo trộn lắm. Chúng ta thấy chưa bao giờ mình thấy một cái nội các mà nó bấy nhầy như thế này. Nhưng mà cái yếu tố, nhiều yếu tố trong đó, Kushner là một cái yếu tố rất là quan trọng. Tại vì Kushner muốn chứng tỏ cái quyền hành của mình cho nên tranh quyền với mọi phía. Còn cái chuyện ngay bây giờ đó là giữa, thứ nhất ông Rex Tillerson, rồi hai ông tướng là ông tướng McMaster với ông tướng John Kelly đang có cái sự gọi là xung khắc này. Và cái quyết định ngày hôm qua của tướng John Kelly cho thấy là cho tới giờ phút này thì ông John Kelly có vẻ thắng thế, và nếu mà cái đà này tiếp tục đó thì cái vai trò của Kushner và của Ivanka Trump sẽ không có còn mạnh ở trong cái tòa Bạch Ốc nữa, là tại vì không có được tham dự trong những cái phiên họp tối mật nữa thì coi như vai trò ở tòa Bạch Ốc của Kushner là out rồi. Thế nhưng mà cuộc chiến chưa có ngã ngũ. Ngay bây giờ theo cái quan sát mà chung đó, thì cái sự mà gọi là tranh giành quyền lực giữa Kushner và những cái nhân vật về an ninh quốc gia khác của tòa Bạch Ốc nó vẫn còn âm ỉ, nó cũng vẫn còn đang tiếp diễn. Chỉ biết rằng là vì an ninh quốc gia, John Kelly đã ra quyết định, và John Kelly cho tới cái phút này đang
có vẻ thắng thế, chỉ có biết tới tới đó mà thôi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa quý vị, ngay cả ở bên trong tòa Bạch Ốc, ngay từ những cái giây phút đầu đó thưa quý vị, họ cũng đã nói đến cái việc mà Jared Kushner thiếu kinh nghiệm của chính phủ, và ngay cả bên trong tòa Bạch Ốc họ đã biết tới cái những cái khoản nợ làm ăn kinh doanh đang được xem là những cái điểm yếu mà chính phủ bên ngoài hay là những cái nước bên ngoài mà Lệ Ngọc và luật sư Duyên vừa mới đề cập đến có thể lợi dụng để gây ra cái ảnh hưởng. Thành thử những viên chức của tòa Bạch Ốc họ rất là lo sợ, ngại rằng là Jared Kushner có thể dễ bị đánh lừa. Tuy là họ nói là ngây thơ, nhưng mà luật sư Duyên có nghĩ là Jared Kushner ngây thơ hay là vì vấn đề gọi là những cái sự buôn bán, những cái business của gia đình mình mà đưa đến cái chuyện như vậy? Rồi một cái câu hỏi đang được đặt ra, khi mà cái vấn đề miễn trừ an ninh tạm thời của Jared Kushner đã bị hạ xuống từ cái mức độ tuyệt mật xuống chỉ còn có mật thôi, khiến cho Kushner không còn được xem những cái tài liệu tối mật, rồi ai sẽ là người báo cáo thường nhật đến với lại Tổng thống Donald Trump? Thứ nhất là có ngây thơ hay không, hay là cái gì khác ở trong cái vấn đề cái khả năng của Kushner, thì cái đó là tùy cái cách mình mô tả thôi. Mình chỉ biết là yes, Kushner trong chỉ là một cái người chuyên môn làm ăn về real estate, mà chúng ta phải hiểu là công ty của Trump và công ty của Kushner trong những cái việc mà làm ăn chính diện về real estate đó, đó là những công ty thất bại, bị khủng hoảng về tài chính, bị khai phá sản. Và chính vì cái sự khủng hoảng về tài chính và khai phá sản đó thì Kushner và Donald Trump trở nên là những cái nhân vật dễ bị compromise, dễ khuất nhượng, dễ bị ảnh hưởng bởi cái ảnh hưởng tiền tài. Chính vì vậy mà ông Mueller bây giờ đang điều tra về cái vấn đề tiền bạc transaction của công ty Kushner. Mình không biết là có điều tra gì tới Tổng thống Trump hay không, mình không biết, nhưng mà trên mặt mình chỉ biết là Kushner và công ty đang bị điều tra rất là nặng. Cho nên chính vì cái điểm đó đó, chính vì cái điểm mà mình phải compromise, mình phải khuất nhượng, mình phải cần những cái nguồn tiền, gọi là những cái nguồn tiền, ngay cả tiền bất chính đó, để mà cho cái công ty của mình sống vững. Không có ai mà bankruptcy liên tục như vậy mà vẫn sống đế vương như là gia đình của Donald Trump và gia đình Kushner đó. Mình mới hiểu rằng là cái câu trả lời chắc là còn phải đợi cái kết quả của cuộc điều tra. Nhưng mà cái điều đó nó dẫn tới cái việc mà người ta nói rằng là Kushner ngây thơ và Kushner thiếu kinh nghiệm, hoặc là Kushner vì cái tham lam, vì cái lòng tham về tài chính. Có thể nó là một cái combination, một cái kết hợp của cả ba thứ. Một cái người mà chỉ nghe cái mùi của tiền, nghe mùi tiền, rồi đồng thời chưa bao giờ có cái kinh nghiệm để mà đương đầu với cái cấp cỡ những cái bộ trưởng ngoại giao của các nước về chính trị. Cho nên cái kết hợp là vừa vừa ngây thơ, vừa thiếu kinh nghiệm, và vừa dễ bị khuất nhượng vì cái vấn đề vì khó khăn về tài chính đó, nó tạo nên cái tình huống bây giờ mà chắc chắn là trong những ngày tháng sắp tới đó thì Kushner sẽ phải trả lời nhiều lắm về những cái việc của mình làm. Còn những cái nước khác thì đương nhiên rồi, chúng ta đi vào trong một cái cuộc họp mà chúng ta biết là cái con người mà không có lời, thứ nhất là dễ bị compromise, dễ bị blackmail, rồi lại thêm cái vấn đề nữa là thiếu kinh nghiệm về chính trị, thì ai cũng muốn deal với cái người đó hết. Điều đó nó củng cố cái nguồn tin mà từ phía tòa Bạch Ốc leak ra rằng là những cái nước như là Trung Quốc, như là Mỹ Tây Cơ, như là Israel, như là Arab Saudi chẳng hạn, họ chỉ muốn deal trực tiếp với lại Kushner thôi. Nhưng mà ngay bây giờ thì vì không có còn được là gọi là cái lý lịch không có rõ để mà tham dự những cái tin tối mật nữa đó, thì
Kushner tạm thời không tham dự, nhưng mà cái kẹt là cái quan hệ gia đình giữa Trump và Kushner. Trump chỉ tin Kushner mà thôi đó, thì những điều gì Trump nghe mà Trump muốn chia sẻ lại với Kushner thì có thể là cũng phải cũng sẽ chia sẻ rồi cũng nói chuyện với con rể của mình thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện của tổng thống có quyền mà. Nhưng mà hỏi bây giờ là ai là người cho, nghĩa là mà tổng thống có thể tin để mà nghe lời khuyên đó, thì cái đó rất là khó biết, là bởi vì mình thấy trước mắt là cái người mà giữ cái nhiệm vụ đó phải là tướng McMaster, mà tướng McMaster ngay bây giờ cũng không được Trump gọi là tin hoàn toàn nữa. Đối với tổng thống Trump cũng đối với những cái người mà thích có cái quyền như là một nhà độc tài đó, thì họ coi cái loyalty, cái sự trung thành quan trọng hơn là cái tài năng. Mình ở Việt Nam mình nghe cộng sản nói hoài à, hồng thì còn hơn chuyên, mà vì hồng hơn chuyên cho nên mấy nào mà trung thành với lại đảng, trung thành với Hồ Chí Minh, trung thành với tổng bí thư đó, thì quan trọng hơn là những chuyên gia mà đi học từ Anh, Pháp, Mỹ về, hay là những người mà có tài năng, những nhân sĩ trong nước không bao giờ lắng nghe, chỉ có nghe những người nào mà họ trung thành với đảng, trung thành với Hồ Chí Minh, hồng thì hơn chuyên. Thì cái đó nó rập khuôn. Nếu mà chúng ta hỏi là Putin tin những cái người oligarch gọi là chỉ có tuân phục mình làm việc thôi, hay là tin những cái tài năng, thì Putin sẽ tin những người oligarch hơn. Hỏi Tập Cận Bình thì Tập Cận Bình tin vào cái khối mà gọi là trung thành tuyệt đối với mình. Thì Donald Trump có dấu hiệu đó, có nghĩa là đối với Donald Trump cái sự trung thành quan trọng hơn cái tài năng, hồng hơn chuyên, nó cũng tương tự như là hồng hơn chuyên của bên Đảng Cộng sản Việt Nam vậy. Cho nên để trả lời là ai sẽ là cái người khuyến cáo cho Tổng thống Trump rất là khó. Chỉ biết rằng là Tổng thống Trump không có đọc. Tổng thống Trump chỉ thích nghe thôi, mà phải nghe, mà phải ngắn gọn, phức tạp chút là Tổng thống không có nghe. Bởi vì họp chừng một tiếng đồng hồ thì đã tới cái giờ Tổng thống phải coi TV với Tổng thống phải tweet rồi. Cho nên rồi ra cái người mà Tổng thống nghe có thể cũng chỉ là con rể của mình. Tiếp cái điện thoại lên, nói với con rể của mình là ồ, đây là những cái thông tin ngày hôm nay, vậy thì cái advice như thế nào? Cho nên cái communication, cái sự liên lạc giữa gia đình với nhau vẫn là chặt chẽ hơn là với cái người ngoài, cho dù người ngoài người ta có tài hơn, có kinh nghiệm hơn, bảo vệ nước Mỹ ngon lành hơn, chắc cũng không có được lọt vô lỗ tai của Tổng thống Donald Trump. Trở lại với lại Lê Ngọc. Dạ vâng, luật sư Duyên có nhắc đến ông công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller. Thành thử Lê Ngọc lại đưa ra một cái tin là Washington Post cũng vừa mới đưa tin thôi luật sư Duyên. Đây cũng là một cái tình tiết cũng khá gây cấn trong cái vấn đề điều tra của ông Robert Mueller về Nga có can thiệp bầu cử Mỹ hay không. Thì theo Washington Post vừa mới đưa ra thì có một cô người mẫu khác nữa thưa luật sư Duyên, vừa mới lên tiếng là dọa có thể sẽ công bố bằng chứng Nga can thiệp bầu cử vào Mỹ. Và cô người mẫu Nga này vừa mới bị cảnh sát của Thái Lan bắt giữ, đó là cô Anastasia Vakukevich. Thì cô tuyên bố cô ta là nhân chứng duy nhất và là mắt xích còn khuyết trong cái mối liên hệ giữa Nga và cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ trong năm 2016. Thì thưa luật sư Duyên, cô này vừa mới bị bắt ở Pattaya của Thái Lan vào cuối tuần trước, khi mà cảnh sát Thái Lan kiểm tra một cơ sở do 10 công dân Nga tổ chức để mà dạy về kỹ năng tình dục cho du khách. Thì những người này đã bị cáo buộc đã làm việc trái phép ở Thái Lan. Và trên cái đường bị cảnh sát đưa về đồn thì cô người mẫu Anastasia Vakukevich này quay video đăng trên trang mạng xã hội Instagram nhằm kêu gọi các phóng viên và cơ quan tình báo Mỹ giúp cho cô ta không phải ngồi tù. Và cô ta này còn tuyên bố là để đổi lấy sự giúp đỡ của cơ quan tình báo Mỹ và bảo đảm sự an toàn cho bản thân của chính cô ta, thì cô ta sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết cho phía Mỹ và cả châu Âu, hoặc là một quốc gia có thể đưa cô ta ra khỏi nhà tù, Thái Lan. Và cô khẳng định mình là một mắt xích trong cái đường dây liên quan đến một nhà tỷ phú của người Nga, đó là Oleg Deripaska, rồi phó thủ tướng Nga Sergei Pokhodo, nhà vận động hành lang người Mỹ Paul Manafort,
và ngay cả Tổng thống Donald Trump, thì không biết cái tình tiết này nó sẽ như thế nào thưa luật sư Duyên, và không biết nó có hấp dẫn ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller hay không nữa. Thứ nhất là đương nhiên là cái cô Anastasia này đó, cô ta đang thu hút những cái quan tâm của tình báo nhiều nước, đầu tiên là nước Nga, sau đó là nước Mỹ. Robert Mueller chắc chắn là sẽ làm vận động như thế nào để mà tình báo của Mỹ liên lạc liền với chính quyền của Thái Lan, rồi bên phía bên Putin cũng thế nào cũng bây giờ cũng làm việc liên tục với chính quyền Thái Lan. Cô Anastasia bị bắt về một cái tội không có liên quan gì, như là cái bản tin mà Lệ Ngọc đọc đó, không có liên quan gì tới cái vấn đề tình báo hết, đó là cô ta chỉ làm ăn bất chính ở bên Thái Lan rồi bị bắt thôi. Nhưng mà khi mà cô ta nói lên những cái điều đó, đâm ra cô ta trở thành đích điểm. Nga thì muốn giết cô để bịt miệng, Mỹ thì muốn giữ cô sống để mà khai thác. Thành ra sau khi mà cô ấy tung cái video đó lên mạng đó, thì cô ta trở thành cái sức hút của từ mọi cái nguồn tình báo, mà cái nguy hiểm nhất là cái sinh mạng của cô. Chúng ta biết là Thái Lan là một cái nước mà họ dễ bị khuất nhượng, họ dễ compromise với lại mấy cái nước khác lắm. Những cái người mà chống đối Tập Cận Bình đó, mà từ Hồng Kông hay từ Đài Loan gì đó đi qua Thái Lan và đã bị bắt và đã bị Thái Lan giải giao thẳng, từ Thái Lan giao thẳng vào tay của Tập Cận Bình. Cho nên nghe cái tin này thì tôi lo cho sinh mạng của cô. Nếu mà giả sử hai bên cùng gọi là tiếp cận với bên chính quyền Thái Lan liền, mà bên phía bên chính quyền Thái Lan mà họ lại tương nhượng, họ lại compromise với lại Russia đó, thì chắc chắn họ sẽ giải giao Anastasia về cho Nga, là bởi vì cô này là người Nga, là công dân Nga. Thì cái đó là cái thế mạnh của Putin. Còn nếu mà giả sử tình báo Mỹ mà họ tới trước một bước á, thì là họ ngăn chặn cái chuyện đó để mà họ nói chuyện với Anastasia. Dù sao đi nữa thì cô này cổ hơi đánh liều. Một cái chuyện là cổ không có nằm ở trong một cái chỗ rất là an toàn, chưa có được bảo vệ mà cổ đã tung cái tin đó ra đó, thì có lẽ là một cái tính toán mà cổ nghĩ rằng cổ tung hê nó ra như vậy thì mọi người để ý, cổ sẽ thoát được cái móng vuốt của Vladimir Putin. Nhưng mà chơi như thế là một cái ván bài, một cái gamble rất là nguy hiểm. Chúng ta nên nhớ là những cái người mà chống đối Vladimir Putin mà nổi tiếng nhất là cái tay gián điệp mà bị chết ở bên Anh đó, cũng là Putin gửi người tới và bỏ một cái chất độc về phóng xạ ở trong cái ly trà, uống xong là người đó chết liền. Cái tin nó rất là nổi tiếng. Rồi những cái người ký giả ở bên Nga bị giết, bị bắn chết, bị đầu độc đó, đầy dẫy hết. Cho nên nghe tin thì tôi biết rằng là mình không hiểu là thật sự cô này cổ có thân cận với một cái ông oligarch mà thân cận với Putin để mà cô có tin gì quan trọng hay không. Quá hấp dẫn phải không thưa luật sư Duy? Và như vậy thưa quý vị, một cái sự kiện mà cái sự kiện này nó vừa liên quan đến đời sống, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của một số quý vị thính giả và ngay cả vấn đề chính trị xã hội nữa thưa quý vị. Đó là cái chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare. Thì hiện nay có một liên minh gồm tới 20 tiểu bang thưa luật sư Duyên vừa mới đưa đơn để mà kiện chính phủ liên bang Mỹ về chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare, và họ đã lên tiếng rằng cái luật này không còn hợp hiến nữa sau khi đã có việc hủy bỏ hồi năm ngoái về điều khoản là bắt buộc người dân Mỹ phải có bảo hiểm sức khỏe, nếu không khi mà họ làm thuế thì họ sẽ bị phạt. Đơn kiện này được biết là do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ở Texas, ông Ken Paxton, và Bộ trưởng Tư pháp ở Wisconsin, ông Brad Schimel, cùng khởi xướng và nói rằng nếu không có điều khoản buộc phải có bảo hiểm, vốn đã bị hủy bỏ trong luật thuế do bên phía đảng Cộng hòa đưa ra, và Tổng thống Donald Trump ông đã ký ban hành hồi tháng 12 của năm 2017, Obamacare là điều vi hiến. Đó là tin của hãng thông tấn Reuters vừa mới đưa. Thì Bộ Tư pháp Mỹ hiện nay thì chưa cho biết là chính phủ của Donald Trump ông sẽ bên vực
luật Obamacare trước tòa hay không, và cái điều khoản mà buộc cá nhân phải mua bảo hiểm trong luật Obamacare là nhằm để mà bảo đảm một thị trường bảo hiểm y tế vững mạnh qua việc là người Mỹ mà còn trẻ, chưa có tới tuổi già cao niên và khỏe mạnh phải mua bảo hiểm sức khỏe để nhằm san sẻ chi phí với người lớn tuổi thường xuyên phải đi bác sĩ, đi nhà thương. Thì được biết thưa luật sư Duyên là hai ông này, ông Paxton và ông Schumer, là cả hai đều thuộc bên đảng Cộng Hòa, được sự tham dự đồng tình với 18 tiểu bang khác trong đơn kiện này, gồm có cả tiểu bang Arizona, Florida, Georgia, Utah và West Virginia. Thì qua cái sự kiện này, luật sư Duyên phân tích như thế nào cái chương trình bảo hiểm Obamacare này rồi sẽ đi đến đâu trong cái thời gian tới ạ? Nếu mà mình nhìn qua những cái người đứng đơn kiện, đó là các tiểu bang mà nghiêng về phía đảng Cộng Hòa và các tiểu bang mà Tổng thống Trump đã thắng ở trong cái năm 2016, mình phải nhìn cái đó. Vậy thì nguyên cáo là phía Tổng thống Trump, bị cáo là Tòa Bạch Ốc cũng là Tổng thống Trump, thì mình hiểu đây là một cái nước cờ về chính trị. Thực sự cái mục đích của họ không phải là kiện Tòa Bạch Ốc. Cái mục đích của họ là phá hủy toàn bộ cái Obamacare. Chỉ có như thế thôi. Thì đây là chúng ta cứ thể, đây tôi đưa một cái ví dụ chẳng hạn nè. Chẳng hạn như bây giờ một cái hãng xe hơi đi, họ làm ra một cái design để mà họ một chiếc xe nó là đẹp, ngon lành, chạy rất hay và có thể có lợi cho mọi người. Nhưng mà bây giờ cái đối phương nó muốn là không có, cái đối phương trong hãng đó đó không có muốn là cái chiếc xe đó được sản xuất chẳng hạn, thì họ mới ra cái lệnh là họ nói là cái xe đó ra, mình muốn ra thì ra, học bây giờ vì đã có quyết định rồi, chúng tôi không có phá cái design đó được, nhưng mà chúng tôi nhất định chúng tôi không có cho sản xuất 4 cái bánh xe chẳng hạn. Rồi thì đưa cái xe ra không có bốn cái bánh xe, thì cho nên rồi lại một cái nhóm xe đó mới nói là bây giờ cái xe mà không có bốn cái bánh thì mình sẽ bán không được, mà cho nên vì mình bán không được cho nên hủy luôn cái design đó chẳng hạn. Thì đó là cái mánh về luật pháp. Cho nên Cộng Hòa họ hai ba, chúng ta nhớ là Obamacare là một cái luật do Quốc hội làm. Mà nếu mà Quốc hội đã làm luật đó thì bên hành pháp không có quyền hủy cái luật đó. Mà nếu mà hành pháp đã không có quyền hủy luật đó mà Quốc hội lại hai ba lần vote đều thua đó, thì họ mới làm ra một cái luật. Thì trong cái luật thuế đó thì họ nói rằng là không có cung cấp tiền để cho cái Obamacare sống. Nó cũng giống tương tự như là mình ra kiểu mẫu chiếc xe mà không có cấp 4 cái bánh xe vậy đó. Thành ra mà nếu mà không có tiền để mà bơm vô cho cái chương trình Obamacare để mà có y tế cho toàn dân đó, thì cái chương trình nó sẽ chết. Chúng ta hiểu nè, những người mình lái xe chẳng hạn, sở dĩ tại sao mình mua bảo hiểm, mình mua bảo hiểm là mình đóng tiền. Ngay cả cái người mà lái xe rất là giỏi không bao giờ gây tai nạn hết đó, mình cũng phải đóng tiền, mà nhờ cái đóng tiền đó mới có tiền gọi là cover cho những cái người mà gây ra tai nạn. Thì cái bảo hiểm, cái nguyên tắc bảo hiểm là như thế. Thì Lệ Ngọc cũng làm về Medicare, Lệ Ngọc cũng hiểu rồi, là khi mà một người tới tuổi 65 đó, cho dù mình còn mạnh khỏe hoặc là mình có, nghĩa là có bảo hiểm gì khác đi nữa, mình vẫn phải mua Medicare. Bởi vì nếu mà không có Medicare, mình không mua đó, thì những cái người mà bệnh đó, người ta sẽ không có được cover. Cho nên cái nguyên tắc bảo hiểm hay là nguyên tắc Medicare là những người mạnh như chúng ta mua nhờ như vậy mới cover cho những người bị bệnh. Thì Obamacare cũng như vậy thôi. Bây giờ khi mà hủy bỏ Obamacare không được, người ta cúp cái phần tài trợ đó, thì khiến cho bây giờ cái số người còn lại mà muốn mua đó nó cao quá. Và vì nó cao quá như vậy thì 20 tiểu bang của mấy ông này mới gọi là ra cái điều kiện Tòa Bạch Ốc, yêu cầu là bây giờ cái luật này làm cho chúng tôi khó khăn quá, thôi bây giờ dẹp cái luật luôn đi, hủy cái luật luôn đi. Thành ra qua cái ngõ này, họ gần như là họ mượn tay của tòa án để mà diệt một cái luật mà do bên phía bên Quốc hội đã thành lập. Cái đó nó đi ngược hiến pháp.
cho nên kiện thì kiện, nhưng mà giả sử tôi mà là một ông quan tòa, vì tôi đã biết rõ cái vấn đề hiến pháp, luật pháp như thế này, thì liệu một ông quan tòa tòa có ngồi đó mà nói rằng là ok, tôi ra lệnh là hủy bỏ Obamacare hay không? Là bởi vì tự Obamacare không có vi hiến. Cái chuyện mà làm cho nó trở thành vi hiến đó là do cái luật thuế của Tổng thống Trump. Vậy thì cái vụ kiện này đó, khi mà đưa ra tòa thì chắc chắn là Donald Trump ngồi cười khẩy, sẽ không có, nghĩa là cái không có biện hộ. Mình bị kiện mà mình không biện hộ là bởi vì mình muốn cho bên kia nó thắng. Bên kia nó thắng có nghĩa là Obamacare gọi là văng ra. Cái vấn đề còn lại là ông quan tòa bên cái ngành tư pháp đó có ra cái quyết định để mà hủy một cái luật mà do quốc hội làm và còn giá trị hay không. Và nếu mà tòa án họ nhìn ra, cái chắc chắn là họ sẽ nhìn ra, tôi nhìn ra thì mấy ông quan tòa sẽ nhìn ra. Thì ông quan tòa sẽ nói là chúng tôi không có làm một cái việc mà ra phán quyết để mà hủy bỏ một cái luật, mà cái luật đó thực sự ngay từ nguyên thủy nó hợp hiến. Thì cái đó là một cái hình thức là có thể cái vụ kiện này không thành công. Một cái hình thức thứ hai nữa đó là trong cái luật pháp nó có một cái gọi là intervention. Intervention có nghĩa là gì? Bây giờ hai phía là mấy hai chục ông governor, hai chục ông thống đốc kiện tòa Bạch Ốc, có nghĩa là đó là hai phe trong cái vụ kiện. Tôi là người bên ngoài, tôi không có dính gì vụ kiện đó, nhưng mà vì nó có liên quan tới cái quyền lợi của tôi thì tôi nhào vô cái case bằng cái ngõ nó gọi là intervention. Thì nếu mà bây giờ một cái người nào đó mà, hay là một nhóm nào đó mà họ vì cái quyền lợi của những người mà được bảo hiểm y tế đó, họ intervene, tức là họ vô đơn với tòa luôn, họ nói là cái vụ kiện giữa bên đây với lại tòa Bạch Ốc đó là cái vụ kiện dỏm nhằm hủy cái Obamacare, bây giờ tôi xin tòa cho tôi nhào vô cái case cho tôi intervene, thì cái intervention đó sẽ có thêm một cái party thứ ba nữa, và lúc đó sẽ là ba phía đấu đá để mà giải trình với tòa vì lý do gì mà Obamacare tốt cho chúng tôi và không nên bị hủy, và nó vẫn là hợp hiến, và bắt là tòa Bạch Ốc phải nhả tiền ra để nuôi cho Obamacare sống. Thì tôi chỉ phân tích cho quý khán giả những cái thủ tục rắc rối của tòa thôi, chứ còn kết quả như thế nào cho tới giờ phút này tôi vẫn nghe cái tin đó, mà tôi nói rằng là nếu mà tôi mà có dính vào trong các cái ngành ở Washington DC bây giờ đó, thì tôi sẽ làm một cái intervention để cho cái khối thứ ba, cái khối của những người yếu, cái khối của những người cần bảo hiểm sức khỏe nhào vô để mà intervene, để mà xen vào cái vụ kiện này, để yêu cầu tòa án phải lắng nghe chúng tôi. Thì đó là cái thủ tục như thế. Nhưng mà cho tới giờ phút này chúng ta chỉ biết chỉ có hai phía thôi, là 20 tiểu bang của Cộng Hòa cộng thêm tòa Bạch Ốc cũng là của Cộng Hòa, thì họ ra một cái màn đấu đá, mà cái đấu đá này như tiếng Việt Nam chúng ta nói là cái cuộc đấu đá cuội, nhằm là hai bên gọi là đấu đá với nhau, nhưng mà cái mục đích lại là diệt cái thứ ba, đó là diệt cái chương trình y tế của Obamacare. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, tiếp lời với luật sư Duyên, thì thưa luật sư, 20 thống đốc tiểu bang rồi cộng thêm tòa Bạch Ốc, thì cái con số này so với những người dân mà họ vẫn tiếp tục ghi danh tham gia cái chương trình bảo hiểm y tế Obamacare trong năm nay 2018, mặc dù chúng ta biết là bên đảng Cộng Hòa hay Tổng thống Donald Trump luôn tìm cách để mà hủy bỏ đi cái chương trình này, thì cái con số này thưa luật sư Duyên, 11.800.000 người, gần 12 triệu. Cái số người mà luật sư Duyên đề cập đến cái vấn đề intervention, cái con số này nó gấp bao nhiêu những người thống đốc. Nhưng có lẽ sức mạnh thì vẫn nằm ở phía bên tòa Bạch Ốc và những thống đốc của các tiểu bang quá, luật sư Duyên ơi. Đúng như thế, thì cũng tương tự như cái luật súng vậy đó. Thì những cái luật mà có lợi cho dân mà nó đi ngược với cái quyền lợi của những chính trị gia thì thôi, nó sẽ được giải quyết bằng cái lá phiếu, nghĩa là cái người dân mình có the right to vote. Nghe cái câu này rất là bực mình, là trong cái phỏng vấn của NPR, của đài radio NPR với lại cái ông Amor Ramos, cái ông ký giả người Mỹ đó, thì
ông Ramos rất là nổi tiếng, ông được giải Pulitzer về báo chí nữa mà. Thế nhưng mà ông được hỏi là cái cộng đồng Mỹ đó, cái thái độ của họ với những cuộc bầu cử như thế nào, thì ông Ramos ông nói rằng là cộng đồng Mỹ họ không đồng ý với Tổng thống Trump, nhưng mà họ không đồng ý luôn cả với Dân Chủ, là tại vì họ nói là vẫn deport rất là nhiều, cho nên trong cái cuộc bầu cử vừa qua chỉ có 15% Latino ra bầu đi đến phật phiếu thôi. Nói như thế không muốn trách cộng đồng Mỹ hay là không muốn trách ai hết, nhưng mà chỉ nói rằng là cái quyền của người dân là cái quyền đi bầu. Ngay cả trong cộng đồng Việt Nam mình với nhau nữa, hỏi rất nhiều người, mà những người toàn là những người có trình độ, có khoa bảng, có học hết, hỏi rằng là có đi bầu hay không. Mệt quá, đi bầu làm gì, cái chuyện đó để cho người Mỹ họ đấu đá với nhau. Đó là cái thái độ mà chúng ta nói rằng là nếu một cái ngày nào mà cái quyền lợi đó nó đụng tới chúng ta mới nhúc nhích, thì có đó nhiều khi nó đã too late, giống như tôi với Lệ Ngọc đã có lần chia sẻ rồi đó. Cái ông thi sĩ mà Martin Niemöller nói rằng là bây giờ họ đụng tới người khác, tôi cứ ngồi yên, tới chừng họ tới mà họ chụp tôi rồi đó thì không còn ai sống để mà lên tiếng nói nữa. Nhưng mà ít ra thì anh em chúng tôi làm cái công việc là để quý khán giả cùng nhìn thấy cái nước Mỹ, cùng nhìn thấy cái thế giới trong một cái bối cảnh, nghĩa là toàn bích một chút, nghĩa là toàn diện một chút xíu, để mà chúng ta hiểu rằng là những gì chúng ta cần phải làm. Nhiều khi mình tưởng một cái lá phiếu của mình là không quan trọng, nhưng mà nó vô cùng quan trọng cho cái ích lợi của mình, cho cái an toàn của mình. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, chuyển qua một cái bản tin cho nó nhẹ nhàng, nó vui. Mặc dù nói nó nhẹ nhàng, nó vui, nhưng mà thưa với luật sư Duyên, New York Times vừa mới cho biết là một cái sự tức giận của Tổng thống Donald Trump. Và lý do tại sao ông tức giận và cái vấn đề tức giận của Tổng thống Trump nó đưa ra một cái hậu quả như thế nào, hay một cái action như thế nào, Lê Ngọc sẽ đưa ra và coi luật sư Duy nghĩ là cái điều này có đúng hay không. Thì New York Times cho biết là ông Donald Trump, ông tức giận vì Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức cho Donald Trump, cho Tổng thống Donald Trump vào tháng 1 của năm 2017 đã phải chi trả lên tới 26 triệu Mỹ Kim cho Wiz Media Partners of Marina Del Rey, là một cái công ty do World Cup sáng lập 6 tuần trước cái sự kiện này. Và trong khi đó thì cái công ty World Cup này lên tiếng cho biết là hầu hết số tiền mà 26 triệu Mỹ Kim này đã được chi trả cho việc tổ chức cái lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả vấn đề chi phí về vệ tinh. Rồi với cái sự tức giận của Tổng thống Trump thì bà Melania Trump đã phải cắt đứt cái quan hệ với người bạn rất là thân tình lâu năm của bà trong cái vấn đề mà phụ trách lễ nhậm chức của người chồng của mình, đó là Tổng thống Donald Trump. Thì cái sự việc này, luật sư Duyên nghĩ như thế nào, xem cái sự tức giận của Tổng thống Donald Trump có đúng hay không? 26 triệu cho cái chi phí lễ nhậm chức của ông. Mình hiểu nguyên ủy trước của cái sự việc, rồi mình sẽ coi là tổng thống, và thứ nhất là tổng thống thì tức giận, còn bà Melania thì là nghĩa là đoạn tuyệt với cái công ty World Cup của bạn mình. Mặc dù là sau khi cái đoạn tuyệt đó thì chính bà Stephanie bà nói chúng tôi chỉ đoạn tuyệt về cái mặt gọi là làm việc thôi, chứ còn chúng tôi vẫn sẽ là bạn. Đó là những cái câu hỏi. Thì cái nguyên ủy của cái việc này là như thế này, là mỗi một lần một vị tổng thống mà gọi là đăng quang đó thì luôn luôn có một cái gây quỹ. Thì tất cả các cái lần mà đăng quang trước thì đương nhiên cũng có những người nhà giàu, những tỷ phú rồi họ đổ tiền vào. Thì cái lần này là tổng thống Trump là được đổ tiền vào để mà làm cái lễ đăng quang, đó là 107 triệu Mỹ Kim. So với tất cả các cái thời tổng thống khác, những cái cuộc đăng quang mà đông người tham dự hơn và tổ chức nhiều hơn đó, thì cái số tiền chi trả đó cũng chỉ có vào khoảng 30-40 triệu thôi. Thành ra ngay sau cái lễ đăng quang thì báo chí và tất cả những cái người mà họ quan tâm đó, họ nói rằng như vậy thì cái tiền dư, cái tiền 107 triệu đó được người ta đóng góp cho cái mục đích làm lễ đăng quang, nếu mà xài không hết thì cái số tiền đó đi đâu?
cho tới giờ phút này, qua hơn một năm, những người, cái ủy ban mà tổ chức lễ đăng quang không lên tiếng, tòa bạch ốc không lên tiếng, tổng thống không lên tiếng, không ai lên tiếng cả, thì đùng ra là tại vì đây là cái thời điểm khai thuế. Thời điểm khai thuế thì cái công ty, chúng ta mới thấy là cái công ty mà của cái bà Wolkoff đó, bà chỉ thành lập có 6 tuần trước cái lễ đăng quang thôi. Điều đó có nghĩa là cái công ty này được thành lập với một cái mục đích rõ rệt nào đó. Chúng ta thấy chẳng hạn như những cái người mà từng làm ăn buôn bán trong cộng đồng Việt Nam mình cũng vậy nữa. Thấy có những cái người đó họ tự họ làm cái công ty một tuần trước thôi, họ làm một tuần xong cái là họ làm vào cái cuộc buôn bán là cái công ty buôn bán xong, nhiều khi họ dẹp công ty cũng có nữa. Thì cái công ty của cái bà Wolkoff này mở ra 6 tuần trước và sau đó 6 tuần sau là nhận liền 26 triệu. Dĩ nhiên cái số tiền mà 26 cái transaction mà 26 triệu đó chúng ta không hề biết, mãi cho tới bây giờ tới thời gian khai thuế thì nó mới lòi ra. Thì mặc dù mình không biết rõ như thế nào, nhưng mà nó dễ gợi cho người ta cái hình ảnh là hình như có một cái cuộc mà rửa tiền hoặc là chuyển tiền gì đó để mà xài cho hết cái 107 triệu đồng đóng góp của người ta cho cái lễ đăng quang. Tại vì không thể nào mà xài hết cho những một cái chi phí như vậy mà xài hết 107 triệu hết. Cho nên khi bây giờ cái tin đó nó tung ra thì cái việc đầu tiên đó là bà đệ nhất phu nhân, bởi vì là bạn của bà mà, bà nói là thôi tôi đoạn tuyệt với công ty đó, tôi không có dính gì tới cái công ty đó hết. Còn Tổng thống Trump thì tức giận là khi mà nghe tin là có 26 triệu từ cái quỹ này chạy qua bên bà đó, thì đó là cái tức giận mà chúng ta thấy mặt nổi. Còn cái sự tình ở bên trong, liệu 26 triệu đó nó chạy qua cái người bạn có được qua cái chỉ thị nào của tòa Bạch Ốc hay là của Tổng thống Trump hay là của đệ nhất phu nhân hay không, thì cho tới giờ phút này không ai biết, chưa ai biết. Chỉ biết có một điều là bà đệ nhất phu nhân lập tức phải đoạn tuyệt ngay để mà giữ cái khoảng cách, sợ rằng nếu mà còn giữ cái khoảng cách tình bạn đó, người ta nói rằng là chính là cái công ty này được thành lập ra để làm cái nguồn mà tiền chạy vô đó, nó giống như là một cái hình thức chạy tiền đó. Thì ngay bây giờ mình chỉ biết là qua những cái tuyên bố công khai đó thì Tổng thống rất là tức giận, và bà đệ nhất phu nhân thì cũng giận lắm cho nên mới đoạn tuyệt với lại cái công ty của bạn mình. Mình chỉ biết tới đó thôi. Nhưng mà cái nguyên ủy thì tôi chỉ trình bày để quý thính giả hiểu là vì sao có cái sự tức giận đó. Ở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, một cái tin vui mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị thính giả. Thì thưa luật sư Duyên, trong cái bữa tiệc trưa dành cho vợ của các thống đốc Mỹ, vì chúng ta cũng biết là trong cái ngày đầu tuần ngày 26 tháng 2 thì Tổng thống Donald Trump ông cũng có một cái buổi họp với các thống đốc Mỹ. Thành thử sau đó thì vợ của các thống đốc Mỹ cũng có một bữa ăn trưa với đệ nhất phu nhân Melania Trump. Thì trong cái bữa ăn trưa đó, bà Melania Trump lên tiếng là cổ vũ việc những người lớn chúng ta nên khuyến khích con cái của mình hay những trẻ em xây dựng một cái thói quen, mà cái thói quen này là một thói quen tích cực trong cái việc mà dùng trang mạng xã hội và công nghệ. Tuy nhiên thì sau khi mà đệ nhất phu nhân Melania Trump đưa ra cái lời khuyến khích này, thì thông điệp của bà lại có cái vấn đề ủng hộ và chống, và cũng có nhiều cái điều mà cũng Lê Ngọc nghĩ là cũng có một cái sự mỉa mai nữa thưa với lại luật sư Duyên. Vì những người chống thì họ lại mỉa mai bà, và họ cho rằng là đệ nhất phu nhân Melania Trump, cái người mà bà cần nói đến trước nhất đó là ông chồng yêu quý Tổng thống Donald Trump. Vì những người này họ đều chỉ trích là Tổng thống Donald Trump hay dùng Twitter, hay dùng trang mạng xã hội để mà công kích, chửi bới những người khác, đầy dẫy những cái nội dung mang tính khiêu khích trên trang mạng xã hội. Còn mà bên ủng hộ đệ nhất phu nhân Melania Trump thì họ lại đồng thuận, vì họ cho rằng đây là đệ nhất phu nhân nói lên cái việc giáo dục trẻ em phát triển thói quen dùng trang mạng xã hội một cách tích cực. Không biết luật sư Duyên đang ở bên nào đây? Thực sự ra bên nào họ cũng có cái lý của họ. Yes, nếu mà nói là gọi là lạm dụng cái trang mạng xã hội đó, thì cái người mà làm tầm bậy nhất chính là ông phu quân.
Cho nên khi mà tôi nghe cái tin đó, đó tôi không hiểu là chính bà Melania bà gửi một cái tín hiệu cho chồng bà, bởi vì chúng ta biết là ông bà Melania, nghĩa là Donald Trump cư xử với Melania rất là tệ. Ngay cả cái hình ảnh gần nhất cách đây một vài ngày thôi, trời mưa tầm tã, ổng cầm một cái dù của ổng để ổng lên cái chiếc máy bay, thì đứa con của ổng là cái cậu bé Baron mới có 11-12 tuổi với lại bà mẹ, thì chạy lót tót làm sao, mưa ướt nhẹp hết, còn ổng cầm cái dù ổng đi vào trước, ổng chui vào máy bay một mình ổng. Đó là cái người mà tuyên bố nói rằng là tôi sẽ nhào vô, tôi cứu mấy đứa nhỏ ở trên, nếu mà nó bị bắn ngay cả tôi tay không tôi cũng nhào vô nữa. Nội cái chuyện trời mưa cầm cái dù thôi mà mình cầm cái dù mình che cho mình chạy cho thiệt lẹ vô máy bay, vợ con lót tót theo sau, mưa tầm tã ướt nhẹp hết, nói lên cái tính cách rồi. Cho nên cái chuyện mà nói rằng Melania mà gọi là ảnh hưởng ông chồng mình, cái đó là những cái người mà họ dĩ nhiên ai cũng có quyền phát biểu, nhưng mà nói như vậy là không có fair cho bà Melania. Còn cái phía thứ hai nói rằng là yes, bà Melania đúng là bởi vì bà nhắc nhở cái giới trẻ. Cái điều đó tôi cũng đồng ý nữa, là qua cái nhắc nhở của giới cho giới trẻ đó, lỡ mà ông chồng mình mà ông đọc thấy đó, hy vọng là ông behave, hy vọng ông làm công chuyện cho nó đàng hoàng. Nói thì nói, hy vọng thì hy vọng thế thôi. Chứ còn cái chuyện Melania gửi ra cái tín hiệu đúng thì nó vẫn là cái tín hiệu đúng. Donald Trump làm bậy, Donald Trump vẫn tiếp tục làm bậy, hai cái chuyện đó không có nên gắn vào với nhau. Tôi thì cái khuynh hướng của tôi là mỗi một lần mà tôi nhận định về những cái người mà làm những cái chuyện thì tôi chỉ tập trung vào người đó thôi. Tôi không muốn là phê phán Ivanka, tôi không muốn phê phán Melania. Còn có những người hỏi tôi là tôi phê phán ông Trump vậy rồi, nếu mà những cái người mà cuồng Trump thì tôi nghĩ như thế nào, tôi nói không sao. Mấy người cuồng Trump trong đó có kể cả những người tôi quen biết nữa, không sao cả. Những người đó là ngoại cuộc. Cái người chính mà tôi phê phán là cái người đang ảnh hưởng tới vận mệnh của quốc gia, ảnh hưởng tới vận mệnh của mọi người. Đó là Donald Trump, chứ không phải là những người ủng hộ Trump, không phải là vợ Trump, không phải là con Trump. Thì cái thái độ của tôi là như thế. Trở lại với Lê Ngọc.